Và cái bài này chúng ta làm đến bài số 9 phải không? Và chúng ta nói về cái gì? Python và bài số 9 nói về sequence và list. Ở trong một số ngôn ngữ khác thì những thứ như này nó gọi là array, nhưng mà ở trong Python nó gọi là sequence and list. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói bắt đầu như thế này nhé. Đầu tiên chúng ta đặt một cái biến family và chúng ta để nó trong ngoặc vuông. Ở trong này có 1, 2, 3, 4, 5 cái string, đúng không? Và cách nhau bằng những cái dấu phẩy như thế này. Này rất giống một cái, nếu mà các bạn nào học PHP có array thì có vẻ, hoặc là một số ngôn ngữ khác bằng JavaScript gì đó, thì chúng ta thấy nó đúng rồi, nó giống, rất giống một cái array nhỉ. Ở trong này thì nó gọi là sequence và list gì đó. Thì cái phần từ đầu tiên là mom, rồi dad, rồi bro, rồi sis, dog. Và những cái này nó cũng được đánh index. Thí dụ là cái này nó sẽ tính là số 0 này, số 0 này, 1 này, 2, 3, 4. Bắt đầu từ số 0. Và khi mà chúng ta ấn family số 3 enter thì nó sẽ ra sis. Bởi vì đây là 0, 1, 2, 3 thì nó sẽ ra sis là chỗ này nhé. Và khi mà những cái list này, hoặc là những cái list này nó dài quá thì những người ta có khi lại dễ dàng, ví dụ nó rất là, ví dụ 15 16 cái chẳng hạn, mà người ta muốn in những cái thứ ở đằng sau thì có khi lại dễ dàng hơn khi mà đánh số từ đằng sau này lại. Ví dụ đây là nó có thể lấy chỉ số là -1 này, là cái số này này. Nó không phải -0 mà là -1. -1 này. Đây là -2, -3, -4, -5. Thành ra nếu mà chúng ta gõ family -2, -2 chẳng hạn thì nó sẽ ra là -1, đây -2, và nó cũng lại ra sys nhá. Các bạn đã hình dung ra chưa? Đấy, rất là thú vị với Python. Mà tôi cũng đã biết nhiều ngôn ngữ mà tôi cũng chưa thấy cái ngôn ngữ nào đánh chỉ số âm từ đằng sau lại như thế này cả. Đấy cũng là một cái sáng tạo phải không? Và chắc là cũng rất là tiện dụng. Và một cái điều nữa, trước khi chúng ta kết thúc cái video này, ví dụ một cái string là bucky này, chúng ta đánh chỉ số 3 chẳng hạn thì nó cũng lấy gì? 0, 1, 2, 3 thì nó sẽ ra cho chữ K. Enter, và chúng ta không cần phải định nghĩa gì trước cả, chúng ta chỉ cần gõ một cái string vào và lấy cái chỉ số 3 chẳng hạn, tức là ý ta muốn lấy chữ K này, ấn Enter là nó sẽ ra chữ K. Các bạn hình dung chưa? Đây là B là 0 này, 1, 2 và 3. Còn nếu mà các bạn lấy ở đây số 2 thì nó sẽ ra chữ gì? Chữ C, đúng không? Ok, như vậy là cái bài này của chúng ta đã có thể kết thúc được. Và tôi sorry bởi vì có tiếng nhạc nó hơi ồn nha, thành ra và chúng ta sẽ gặp nhau ở trong cái bài tới. Ok.